Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tía tô là một trong những loại gia vị quen thuộc của người Việt bởi mùi thơm đặc biệt của nó. Bên cạnh việc hỗ trợ điều trị cảm lạnh thì ngoài ra tía tô cũng có rất nhiều công dụng mà chúng ta không hề biết đến. Và dưới đây sẽ là những loại công dụng của tía tô. Những công dụng của tía tô 1. Chữa cảm lạnh Nếu cơ thể bị trúng gió lạnh hoặc cảm lạnh hay có các triệu chứng cụ thể như sợ lạnh, ho, hụt hơi, có trướng bụng. Vậy bạn có thể dùng lá tía tô ngâm nước uống. 2. Chống viêm do vi khuẩn, tăng cường khả năng miễn dịch. Tía tô có thể ức chế sự phát triển của Bacillus, cải thiện khả năng miễn dịch của con người. 3. Điều hòa huyết áp. Dầu trong lá tía tô có thể điều tiết hệ thống kiểm soát huyết áp của cơ thể, đồng thời giúp huyết áp trở lại bình thường. Một mặt có thể khiến huyết áp thấp tăng cao. Mặt khác cũng không khiến huyết áp tăng quá cao. Vì vậy, đây là loại thực phẩm dành cho những người có huyết áp không ổn định. 4. Khi trẻ em bị sốt cũng có thể uống nước tía tô. Tía tô là một loại trà thảo dược quý hiếm, ngay cả trẻ em cũng có thể uống. Chủ yếu là do tía tô không có tác dụng phụ và dễ sử dụng. Do đó, nếu trẻ bị sốt nhẹ cũng có thể dùng tía tô để điều trị. Tía tô ngâm nước một lần cũng không cần quá nhiều vài gam là đủ. Nếu là tía tô tươi, cần thiết cho thêm nhiều hơn một chút, vì tía tô chứa dầu dễ bay hơi. Một số bài thuốc từ lá tía tô. Một, lá tía tô ngâm chân, thúc đẩy lưu thông máu. Sử dụng lá tía tô đun với nước, ngâm chân có thể thúc đẩy hiệu quả lưu thông máu trong cơ thể. Độ ẩm và khí lạnh trong cơ thể được bài tiết ra ngoài. Lá tía tô có thể khai thông 12 kinh lạc, điều chỉnh sự cân bằng âm dương trong cơ thể. Các kinh mạch được khai thông, khí huyết tự nhiên sẽ trở nên trơn tru, khí huyết khỏe mạnh, khí lạnh trong cơ thể sẽ biến mất. Hai, chữa cảm lạnh. Bạn có thể lấy 30g lá tía tô cho vào nồi cháo hoặc đã nấu chín, đun khoảng 2 cho đến 3 phút. Loại cháo này không những có tác dụng xua tan cảm lạnh, giảm đau mà còn nuôi dưỡng dạ dày. Điều đặc biệt Cháo tía tô rất phù hợp với người già và trẻ em 3 điều trị đau cơ thể vì khí huyết bất hòa vận động ít hay cúi đầu đọc sách hoặc xem điện thoại quá lâu thường sẽ khiến cơ thể bị đau nhức khó chịu bạn có thể lấy 3 đến 500g tía tô cả gốc cho vào nồi đun sôi sau đó sông hơi việc này giúp điều trị các cơn đau nhức trên cơ thể 4 điều trị đau dạ dày Lá tía tô có chứa tannin và glucosid, có tác dụng chống viêm, làm xe vết loét, liên sẹo và giảm sự gia tăng axit dạ dày. Theo các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, nếu dùng ở dạng nước sắc, lá tía tô không chỉ có tác dụng giảm đau, giảm dịch vị xuống mức bình thường ở những bệnh nhân đau dạ dày, mà còn giúp bệnh nhân ăn ngon và ngủ tốt hơn. 5. Điều trị mụn Công dụng trị mụn của lá tía tô không thua kém loại mỹ phẩm thậm chí lại rất an toàn và chi phí ít. Bạn có thể dùng nắm rau tía tô tươi, giã nát sau đó chà nhẹ lên vùng da bị mụn. 6. Điều trị côn trùng cắn. Sau khi bị côn trùng cắn, có thể lấy lá tía tô tươi, giã lấy nước, trộn với một ít giấm bôi vào vết thương. Việc này có thể làm giảm đau và ngăn ngừa nhiễm trùng. 7. Điều trị nôn ói khi mang thai bằng cách sử dụng tía tô kết hợp với các loại cây như đường quy, cam thảo cùng với 5 quả táo. Bạn có thể uống mỗi ngày một thang, giúp an thai và hạn chế nôn mửa. Công dụng làm đẹp từ tía tô Uống trà lá tía tô Uống loại trà này có tác dụng tẩy sạch tế bào chết và làm mềm da, cũng như các vết chai giúp bạn có làn da trắng sáng tự nhiên. Những lưu ý khi sử dụng lá tía tô Lá tía tô vốn lành tính, nhưng có thể cơ địa của bạn không phù hợp với một trong các thành phần của nó. Để tránh gây tổn thương như kích ứng, dị ứng hay mần đỏ, bạn nên thử nghiệm trên mặt trong cánh tay khoảng 15 phút và chỉ tiếp tục sử dụng khi không có bất kỳ phản ứng lạ nào. Không dùng nước tía tô để tắm qua đêm. Sau khi tắm xong, nếu nước lá tía tô vẫn còn thừa, bạn tuyệt đối không sử dụng lại, bởi vì thành phần của nước lá tía tô nếu để qua đêm sẽ bị biến đổi dễ dàng gây hại đến làn da. Với những công dụng mà chúng tôi vừa kể trên của tía tô thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ phải dự trữ ngay loại nguyên liệu này trong bếp của mình đúng không ạ? Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!